Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xử phạt hơn 300 người uống rượu lái xe ngày mùng 5 Tết. Chính phủ đồng ý mua gần 22 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ em. Tín hiệu vui từ hoạt động xuất nhập khẩu đầu năm. Trong phần tin quốc tế, nữ hoàng Elizabeth đánh dấu 70 năm trị vì Vương quốc Anh. Mỹ dự kiến trục xuất thêm 28 nhà ngoại giao Nga. Thưa quý vị, vậy là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày đã kết thúc vào ngày hôm nay, mùng 6 tháng 2, tức là mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Mọi người đều quay trở lại với cuộc sống, quay trở lại với công việc thường ngày. Nhiều người từ quê quay lại thành phố lớn đã khiến cho lưu lượng giao thông tại các cửa ngõ, tuyến cao tốc ra vào tăng đột biến. Tại Hà Nội, trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lượng phương tiện đông gây khó khăn khi tham gia giao thông, nhất là các điểm ra vào tuyến. Tại cửa ngõ phía Bắc trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, lượng phương tiện về qua trạm cũng khá đông đúc. Tại khu vực đầu cao tốc quốc lộ 5 hướng về Hà Nội, lượng xe vắng hơn, phương tiện lưu thông thuận tiện hơn. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, dự kiến ngày hôm nay, ngày mùng 6 Tết, lượng khách đổ về các bến xe sẽ ít hơn. Tuy nhiên, giao thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố có thể sẽ đông đúc hơn do nhiều xe cá nhân di chuyển. Trong ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý tới hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt tiền gần 3 tỷ đồng, tạm giữ 11 xe ô tô, 508 xe mô tô, tước 399 giấy phép lái xe các loại, trong đó xử lý 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 1.000 phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát. Cũng trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng 2, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 5 ngày nghỉ Tết, số ca khám cấp cứu vì tai nạn giao thông, tai nạn vì đánh nhau, tai nạn do vũ khí hay vật liệu nổ đều giảm từ 18% đến 40% so với cùng kỳ Tết Tân Sửu năm 2021, nhưng riêng tai nạn do pháo nổ tăng nhẹ gần 8%. Sau 5 ngày nghỉ Tết, đã có 310 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 24 ca so với cùng kỳ Tết Tân Sửu năm 2021, nhưng không có ca tử vong. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện thị xã ở ngoại thành Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10 tháng 2 tới. Học sinh từ khối 7 trở lên sẽ trở lại trường vào ngày 8 tháng 2. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý chỉ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn có cấp độ dịch 3, 4 vẫn tổ chức dạy học trực tuyến. Đối với các trường đã tổ chức dạy học trực tiếp nhưng có một số học sinh ở vùng cấp độ 3, 4 thì nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy trực tuyến cho các em này. Các trường phải bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập, xử lý tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh là F0, phải tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn sau mỗi buổi học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả 63 trên 63 tỉnh thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 2. Chính phủ đã đồng ý mua gần 22 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo đó, chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, đồng thời giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua, triển khai tiêm cho trẻ lứa tuổi này, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả. Theo đánh giá cấp độ dịch, toàn thành phố Hà Nội chỉ còn 9 xã phường thị trấn ở cấp độ 3, không có cấp độ 4. Như vậy, so với tuần trước, Hà Nội đã giảm nhiều số phường xã cấp độ 3 và tăng mạnh cấp độ 1. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là vùng xanh trong tuần thứ 5 liên tiếp. Toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố ở cấp độ 1, không còn địa phương vùng vàng trở lên. Như vậy, trong hơn một tháng qua, dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục chuyển biến theo hướng tích cực. Thưa quý vị, ngay trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì thành phố Móng Cái vẫn duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại lối mở cầu Phao Tạm, km 3+4 Hải Yên và cửa khẩu Bắc Luân 2. Đây là những tín hiệu vui trong hoạt động xuất nhập khẩu, hứa hẹn một năm khởi sắc cho kinh tế thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Bên cạnh sự nỗ lực trong công tác duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thành phố Móng Cái đã chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết liệt thực hiện bằng nhiều biện pháp để không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm thông suốt hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Thành phố Móng Cái đã sớm triển khai hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng để thống nhất thời gian thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong những ngày nghỉ lễ Tết. Đồng thời thì chỉ đạo các ngành khối cửa khẩu duy trì lực lượng trực 100% trong các thời gian nghỉ Tết để đảm bảo giải quyết các thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian nghỉ Tết. Ngay trong ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết, tại cửa khẩu Bắc Luân 2 đã có 5 xe nhập khẩu hàng linh kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng làm thủ tục nhập khẩu với 26 tấn hàng hóa trị giá hơn 2 triệu đô la Mỹ, được thông quan nhanh chóng, thuận tiện và bảo đảm tốt các công tác phòng chống dịch. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có rất nhiều các hoạt động xuất nhập khẩu. Do dịch COVID-19 nên rất nhiều hoạt động bị ách tắc, nhưng được sự hỗ trợ của thành phố Móng Cái, các sở ban ngành thì công ty chúng tôi đã nhập được hàng, nguyên liệu để bảo đảm cho công ty không bị dừng sản xuất. Tôi và con gái lần đầu tham dự chương trình Tết Việt, sự kiện được trông đợi nhất năm. Chúng tôi hiểu hơn về ngày lễ này khi mà con trẻ chúc sức khỏe ông bà, cha mẹ hay người lớn mừng tuổi cho trẻ em. Chương trình thật sự rất sống động, giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, về những điệu nhảy truyền thống và phong tục cho chữ đầu năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia chương trình này trong năm sau. Với những giải pháp và cách làm chủ động, sáng tạo, những lô hàng đầu tiên nhập khẩu là tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới 2022, đang hứa hẹn đem lại những thành công mới trong hoạt động xuất nhập khẩu và phục hồi kinh tế xã hội tại địa phương sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua thì nhiều điểm du lịch trên cả nước đã bắt đầu đông khách trở lại, thậm chí là quá tải ở một số nơi. Đây có thể coi là một tín hiệu vui trong những ngày đầu năm với ngành du lịch sau một thời gian dài đóng băng vì dịch COVID-19. Theo đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng lượt khách tham quan du lịch tại đây trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 ước đạt gần 36.000 lượt, tăng gần 17% so với năm 2021. Dịp Tết năm nay, các sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng và các đơn vị kinh doanh du lịch, khu, điểm du lịch tổ chức một số sự kiện, sản phẩm, dịch vụ để phục vụ du khách đến tham quan. Theo kế hoạch trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 65 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu là khách nội địa, bằng 150% so với năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 400.000 tỷ đồng. Tại Đắk Lắk, các khu du lịch cũng đã sôi động đón khách trở lại. Đây là tín hiệu khởi sắc của ngành du lịch Đắk Lắk. Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản được kiểm soát. Điều này đã tạo tâm lý thoải mái để bà con đi tham quan du lịch trong những ngày Tết. Tuy nhiên, lượng khách là người nước ngoài và các tỉnh khác đến tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa nhiều, mà chủ yếu là khách du lịch trong tỉnh. Để đảm bảo cho sức khỏe của gia đình ấy, thì chúng tôi thường là đi những cái khu vực mà nó rộng, lựa chọn những cái nơi mà có cái không gian rộng, mà có nhiều cảnh để mình đi chụp hình là chính thôi, chứ cũng không có dám tập trung ở những cái nơi đông người. Ghi nhận tại các điểm du lịch tại tỉnh Đắk Lắk, lượng khách tăng lên gấp nhiều lần so với ngày bình thường. Nhiều nơi phải ngưng đón khách do sợ quá tải, phải bảo đảm chất lượng dịch vụ và công tác phòng chống dịch bệnh cho nhân viên phục vụ và du khách. Tết năm nay, thì trong 3 ngày Tết, ngày 2, ngày 3, ngày 4, là chúng tôi đón bình quân mỗi ngày 8.000 khách. So với là dự kiến thì chúng tôi nghĩ là năm nay dịch bệnh cho nên chỉ cỡ khoảng bình quân 5.000 thôi. Nhưng mà đến giờ là đã thấy là lượng khách là tăng hơn dự kiến. Nhưng cô Tam chúng tôi vẫn đảm bảo khoảng cách và chất lượng phục vụ, khách rất hài lòng. Hoạt động du lịch tại tỉnh Đắk Lắk đang có những khởi sắc trở lại. Đây là cơ hội để ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk phát triển, quảng bá nhiều loại hình du lịch đặc sắc đến với du khách, các tổ chức, cá nhân, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất cũng như đưa ra các chương trình ưu đãi để kích cầu du lịch nhằm từng bước phục hồi ngành du lịch sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Trong phần tin tiếp theo, niềm vui kiều bào về quê đón Tết. Đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu làm xăng giả.
Thưa quý vị, lại một mùa xuân nữa, bà con kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới quay trở về Việt Nam đón Tết. Mặc dù là dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thì cũng đã nhiều bà con trở về quê hương để cùng tận hưởng hương vị Tết Nguyên đán ấm áp bên những người thân yêu. Năm nay, Daniel Nguyễn Hoài Tiến, chàng trai trẻ sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, lại trở về quê hương Việt Nam. Luôn mang theo khát vọng đưa nông sản Việt Nam ra thế giới, Daniel đã khởi nghiệp bằng tình yêu và niềm tự hào với nông sản Việt Nam. Anh gắn bó với bà con nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ Điện Biên, Lào Cai tới đồng bằng sông Cửu Long, để tìm lại, bảo tồn, phát triển và từng bước thực hiện giấc mơ đưa những sản phẩm độc đáo của nông nghiệp bản địa ra thế giới. Chia sẻ niềm vui về sản phẩm nông sản Việt Nam đã được định vị tại thị trường Mỹ và Anh, gương mặt chàng Việt Kiều dường như bừng sáng lên. Tôi cảm giác là Tết cổ truyền của Việt Nam thì là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với người Việt Nam nói chung. Dù đi đâu nữa thì Tết phải quay về với gia đình. Thì tôi thấy là Tết là một cái dịp mà tất cả mọi người, cả quốc gia, cả dân tộc của ta đều mong đợi hết để gặp gỡ gia đình, gặp gỡ họ hàng hết cả. Còn với doanh nhân Việt Kiều Hàn Quốc Kim Mi Hương, với tâm niệm quê hương chỉ có một, bà đã dành tâm sức cho việc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thúc đẩy quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với bà, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dịch COVID-19 cũng là thời điểm mà cộng đồng doanh nghiệp cũng như mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình hướng về đất nước, về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán, cũng chính là thời gian bà có nhiều điều kiện để động viên người lao động ở doanh nghiệp của mình vươn lên trong cuộc sống, yên tâm sản xuất, kinh doanh. Tôi rất vui khi trở về Việt Nam năm nay để đón Tết Nhâm Dần bên gia đình và chúc Tết người lao động tại doanh nghiệp Việt Nam. Dịch bệnh Covid vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, thực sự thì các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi luôn động viên nhân viên luôn cố gắng trong công việc và tuân thủ 5K phòng chống dịch bệnh. Về Việt Nam tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân viên cũng giúp tôi thấu hiểu hơn sự khó khăn trong công việc. Vì vậy cho nên là tôi có cái suy nghĩ là sẽ kết nối thật nhiều các đối tác của Hàn Quốc để mà tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cho các doanh nghiệp. Nhiều chuyến bay đã được tổ chức nhờ việc mở đường bay thương mại với một số nước trong giai đoạn thí điểm hiện nay. Việc làm này đã đáp ứng tốt nhất nhu cầu về nước của bà con kiều bào để đón Tết Nhâm Dần. Trước hết có thể khẳng định kiều bào ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng cả về kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực mềm đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nguồn lực người Việt Nam nước ngoài là nhất quán, như đã được khẳng định trong nghị quyết 36 của chính trị. Người Việt Nam nước ngoài không chỉ là một bộ phận không tách rời mà còn là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tết cổ truyền luôn là một nét văn hóa truyền thống thiêng liêng, gắn bó trong tâm thức người Việt Nam. Dù ở khắp năm châu bốn bể, một cái Tết sum vầy đoàn viên bên gia đình người thân tại chính quê hương có lẽ là niềm vui trọn vẹn nhất của người Việt. Hướng về cội nguồn, nơi chôn rau cắt rốn, đồng thời góp sức cho sự phát triển lớn mạnh của đất nước là điều mà người Việt khắp năm châu luôn nỗ lực thực hiện. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 2 tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội Moscow tổ chức chương trình lễ hội Tết trong 2 ngày, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân Nga. Đây là hoạt động truyền thống được Tổ hợp tổ chức nhiều năm nay nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa Tết Việt đến với bạn bè Nga và quốc tế. Trong không khí rộn ràng ngập tràn hoa đào, đèn lồng và các đồ vật tượng trưng cho ngày Tết cổ truyền dân tộc, các em nhỏ Việt Nam trong bộ áo dài truyền thống đã mang đến cho đông đảo người dân Nga và các quốc gia trên thế giới những điệu múa dân gian được chuẩn bị công phu đặc sắc. Chương trình cũng giới thiệu các loại hương vị ngày Tết Việt Nam, đặc biệt là về văn hóa pha cà phê phin của người Việt Nam, thức uống được yêu thích tại Nga và mang lại những cảm xúc tích cực. Cà phê pha phin của Việt Nam là thức uống rất đặc biệt. Sau khi thưởng thức tách cà phê mà tự tay mình pha, tôi cảm thấy rất hưng phấn. Tôi biết Tết Việt Nam năm nay rơi vào tháng 2, các bạn có phong tục truyền thống đón Tết rất vui vẻ, đầm ấm. Nam luôn luôn tỏ ra tích cực và chúng tôi cần học hỏi điều này từ các bạn. Tôi và con gái lần đầu tham dự chương trình Tết Việt, sự kiện được trông đợi nhất năm. Chúng tôi hiểu hơn về ngày lễ này khi mà con trẻ chúc sức khỏe ông bà, cha mẹ hay người lớn mừng tuổi cho trẻ em. Chương trình thật sự rất sống động, giúp tôi hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, về những điệu nhảy truyền thống và phong tục cho chữ đầu năm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia chương trình này trong năm sau. Tại lễ hội đón năm mới năm nay, bạn bè quốc tế cũng được trải nghiệm trò chơi dân gian nặn tò he hay văn hóa xin chữ đầu năm của người dân Việt Nam. Họ cũng xếp hàng dài để thưởng thức ẩm thực truyền thống như phở, bún chả, những món ăn Việt Nam rất được ưa chuộng ở Nga. Nỗ lực của tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow đã mang lại những trải nghiệm về Tết Việt đặc sắc cho người Nga, đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Yên Bái rất giàu tiềm năng và thế mạnh để phát triển cây lâm nghiệp. Những diện tích rừng đã tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ dân. Nhiều hộ đã trở thành triệu phú và tỷ phú từ rừng. Nhân dịp xuân năm mới Nhâm Dần 2022, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một số hộ dân đã biết phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Năm mới Nhâm Dần 2022 đến, cũng là lúc gia đình ông Hoàng Văn Hội thu hoạch xong gần 3 hectare rừng keo và bồ đề. Với giá trị thu về trên 500 triệu đồng, Tết này gia đình ông rất phấn khởi và đang chuẩn bị đón một mùa xuân thực sự sung túc. Đây mới là một phần thu nhập nhỏ trong tổng giá trị mà 18 hectare rừng gia đình ông đang sở hữu. Với ông, thu nhập từ rừng không chỉ mang lại cuộc sống đủ đầy cho gia đình, mà việc phát triển rừng còn là nguồn vui giúp ông rèn luyện sức khỏe, cải thiện đời sống. Thấy là lên đến rừng, là vác cái máy phát hay là dao hay là đi chăn con trâu con bò thì lên đến rừng thì thấy là nhiều khi là thấy rừng nó đẹp, không muốn về. Đấy, cái tâm đắc nhất là mình thấy là cái thành quả lao động của mình bỏ ra công sức ra nhưng lại nó có một cái thú vui. Chung niềm vui với người làm nghề rừng, xuân này gia đình ông Lý Văn Dòng cũng rất vui với thành quả mang lại từ những rừng quế. Với bản tính cần cù, quyết tâm không ngại khó ngại khổ, ông Dòng đã gây dựng được trên 5 hectare rừng quế, trong đó có hơn 3 hectare đã trên 20 năm tuổi. Năm vừa qua dù chỉ tỉa thưa và bán một phần nhỏ, gia đình ông cũng thu về gần 1 tỷ đồng. Cộng với số tiền tích góp được, gia đình ông quyết định xây dựng thêm một căn nhà mới để chuẩn bị cho con trai ra ở riêng. Thì hiện nay tôi bản thân tôi là có 4 ha. Còn cái loại quế 10 năm ấy thì trở lên ấy thì có 2 ha. Cái quế thì nó mang thu nhập cho gia đình vì là từ mình phải mỗi năm mình phải trồng xong khai thác xong là trồng mới. Chúng mới để thu nhập cho gia đình, xong mình mới vươn lên được cái thoát, mới làm giàu được. Với trên 50.000 hecta đất lâm nghiệp, Văn Chấn có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế rừng. Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thị trường nguyên liệu gỗ, dược liệu tăng cao đã khuyến khích người dân tập trung phát triển kinh tế rừng. Từ chỗ trồng rừng tự phát, bỏ mặc cây rừng phát triển tự nhiên, thì nay người dân đã tăng cường thâm canh, chăm sóc nâng cao chất lượng rừng. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng quan tâm quy hoạch đất đai và có cơ chế khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia trồng và phát triển rừng. Hàng năm, nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đã trồng mới và trồng cải tạo trên 3.500 hectare rừng, đưa tỷ lệ tán che phủ rừng toàn huyện lên 54%. Nhân dân cũng khai thác trên 45.000 mét khối gỗ tròn, trên 1.000 tấn quế vỏ, giá trị thu về hàng trăm tỷ đồng. Các cơ quan ban ngành cùng với cấp ủy chính phương cũng đã thực sự vào cuộc trong cái lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, thì đến nay thì cái giá trị về lâm nghiệp cũng như là về khối lượng cũng như về giá thành đều là ở những cái mức đạt và những mức cao. Cùng với sự phát triển chung của đời sống kinh tế xã hội, những năm qua kinh tế lâm nghiệp ở Văn Chấn cũng có nhiều khởi sắc. Vì thế mà tên tuổi những triệu phú, tỷ phú rừng ở Văn Chấn ngày càng dày thêm. Họ có những hoàn cảnh khác nhau, những cách làm khác nhau, nhưng ở họ đều toát lên đức tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, họ còn là hạt nhân của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, không ngừng trợ giúp cho các hộ khác cả về kinh nghiệm vốn, cây con giống để cùng nhau vươn lên làm giàu, cùng nhau góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất bản kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can, gồm Phan Thanh Hữu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Phan Lê Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Ngọc Viễn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu, Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan về tội nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Phan Thành Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lời hàng trăm tỷ đồng. Riêng Phan Thành Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng. Hữu và đàn em đã nhiều lần tìm cách tiếp cận gặp gỡ Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu để nhờ giúp đỡ. Thụy đã nhận của nhóm Hữu 10.000 đô la Mỹ, 500 triệu đồng và một thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Hữu và Tứ có nhiều hành động đưa hối lộ cho các cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hiện công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra Phan Thành Hữu và đồng phạm về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đây là vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo. Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 138 xã, trong đó nhiều xã có trên 50% dân số là bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay từ khi khởi động chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì Đắk Lắk luôn quan tâm và đã có những giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới phù hợp cho những xã khó khăn, những khu vực có đồng bào, bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để xây dựng nông thôn mới bền vững, một trong những giải pháp được địa phương này chú trọng đó là phát triển kinh tế, giúp đồng bào nâng cao thu nhập. Từ lâu, cây cà phê đã được nhiều nông hộ ở đây tập trung canh tác, nên chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện khuyến khích bà con phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Từ cách đây, nhờ là nhà đảng và nhà nước, với là chính quyền quan tâm nhiều hơn, với cách là làm các cái mô hình, cái tạo nó nâng lên cái nguồn thu nhập và cái áp dụng được khoa học kỹ thuật, tăng năng suất cây trồng. Từ một cái xã 12,5% hộ nghèo đến nay xã chỉ còn 29 hộ bằng 1,7% là hiện nay thì chúng tôi không có nhà tạm. Mọi người dân là thi nhau hăng say trong lao động sản xuất. Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Đắk Lắk đã tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai, thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giúp bà con nâng cao nhận thức về những ưu việt mà chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại. Có thể nói là cái công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả. Người dân đa phần đã hiểu và tự giác và thực sự trở thành chủ thể trong cái xây dựng nông thôn mới. Nhà nước chỉ có vai trò là định hướng, là hỗ trợ và hướng dẫn để triển khai. Sau hơn 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đắk Lắk đã có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thành quả đó có sự góp công rất lớn của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyển sang phần tin quốc tế, nữ hoàng Elizabeth đánh dấu 70 năm trị vì Vương quốc Anh. Mỹ dự kiến trục xuất thêm 28 nhà ngoại giao Nga. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 2, nữ hoàng Elizabeth đánh dấu 70 năm ngồi trên ngai vàng trị vì nước Anh. Đây là dấu mốc mà bất kỳ người tiền nhiệm nào của bà cũng chưa từng đạt được trong hơn 1.000 năm qua và là cột mốc mà chỉ một số quốc vương trên toàn cầu từng đạt được. Nữ hoàng Elizabeth, 95 tuổi, trở thành nữ hoàng Anh và hơn 10 nước khác bao gồm Canada, Australia và New Zealand sau cái chết của vua George VI, cha của bà, vào ngày 6 tháng 2 năm 1952 trong khi bà đang ở Kenya trong một chuyến công du quốc tế. Hoàng thân Philip, chồng của bà, đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 99 sau hơn 7 thập kỷ ở bên cạnh nữ hoàng. Nữ hoàng Elizabeth sẽ đánh dấu ngày lên nắm quyền một cách riêng tư theo thông lệ, không coi đó là một sự kiện trọng đại để kỷ niệm. Tuy nhiên, các sự kiện quốc gia tại Anh sẽ diễn ra trong 4 ngày để đánh dấu năm thánh bạch kim của bà vào tháng 6. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trân trọng cảm ơn nữ hoàng vì sự phục vụ không mệt mỏi của bà. Trong giai đoạn trị vì của nữ hoàng, đã có 14 đời Thủ tướng Anh. Đại sứ Nga tại Mỹ ngày 5 tháng 2 cho biết dự kiến Mỹ sẽ ra lệnh cho 28 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này vào tháng 7 tới, dù ông nhấn mạnh là Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh đổ vỡ ngoại giao.
Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cho biết sẽ có thêm 28 nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời Mỹ trước ngày 30 tháng 6. Đại sứ Antonov cho biết 27 nhà ngoại giao Nga bị thông báo hồi tháng 11 năm ngoái rằng phải rời Mỹ vào cuối tháng 1 năm nay đã bị đe dọa bắt giữ nếu họ ở lại thêm một ngày nữa. Trước đó, ngày 26 tháng 1, ông Antonov cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng ông sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4 nếu Moscow không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ đại sứ Mỹ tại Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5 tháng 2 cho biết là ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, song không gặp các triệu chứng nghiêm trọng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông và vợ ông đều nhiễm biến thể Omicron sau khi phát hiện các triệu chứng nhẹ. Tính đến thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêm được hơn 142,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 kể từ khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Trong đó, hơn 57,4 triệu người được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên, hơn 52,4 triệu người được tiêm chủng đầy đủ và khoảng 25,4 triệu người được tiêm mũi tăng cường. Cùng ngày, nghị sĩ Iran Ali Reza Salimi cho biết khoảng 50 thành viên quốc hội nước này đã mắc COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron lan rộng khắp đất nước Iran. Phiên họp quốc hội Iran tuần này sẽ được tổ chức theo các quy định về y tế. Quốc hội Iran từng dừng hoạt động trong 2 tuần vào tháng 4 năm ngoái do nhiều nghị sĩ mắc COVID-19. Trong những ngày đầu bùng phát đại dịch, một số nghị sĩ nước này đã tử vong do dịch bệnh này. Chính phủ Indonesia đã yêu cầu người dân từ 60 tuổi trở lên mắc các bệnh đi kèm và chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 không được ra khỏi nhà trong tháng tới. Trong vài ngày qua, số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gia tăng khá nhanh chóng tại Indonesia. Hầu hết bệnh nhân COVID-19 tử vong đều là người cao tuổi. Chính phủ Indonesia khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ biến thể Omicron của SARS-CoV-2. Đối với những trường hợp có biểu hiện nhẹ, nên tự cách ly và điều trị tại nhà. Song những bệnh nhân thuộc nhóm người cao tuổi cần được đưa ngay đến bệnh viện hoặc khu cách ly tập trung. Trước đó, Bộ Y tế Indonesia cho biết các bệnh đi kèm như tăng huyết áp đến đái tháo đường là nguyên nhân khiến số ca tử vong do COVID-19 tăng đột biến trong thời gian gần đây. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.